Xin chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học cầu lông, thầy giáo sẽ chọn bóng đá. Cầu lông ôn kỹ thuật di chuyển ngang, bước đệm, bước chéo, kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. Bóng đá ôn kỹ thuật dẫn bóng, đá bóng, dừng bóng, tập ném biên. Một lớn, mục tiêu. Một nhỏ, về kiến thức. Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. Học sinh biết được kỹ thuật dẫn bóng, đá bóng, dừng bóng và ném biên. 2. Về năng lực. Học sinh thực hiện cơ bản di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Học sinh thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật dẫn bóng, đá bóng, dừng bóng, ném biên. 3. Về phẩm chất. Chăm chỉ, tự giác tích cực, rèn luyện cầu lông và bóng đá để nâng cao sức khỏe. Trung thực, tự tin, tự chủ, vượt khó. Hai lớn về nội dung bài học. Một nhỏ, khởi động. Khi vào bài mới, chúng ta sẽ tiến hành khởi động. Chúng ta sẽ tập 6 động tác bài thể dục tay không. Động tác thứ nhất, động tác tay cao. Cô mời các em cùng tập với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đá chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viên lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta sẽ tiến hành khởi động tác khớp. Hai tay đan vào nhau, xoay khớp của tay kết hợp của chân. Mỗi động tác chúng ta sẽ khởi động cho cô 2 lần nhân 8 nhịp. Và đổi ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, chân trái bước sang ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hướng lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khớp vai. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần khởi động chuyên môn. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện di chuyển bước đi nhỏ này đó. Nó thì đơn giản khoảng 5 đến 10 mét. Sau đó chúng ta lại đi bộ vòng dài, thả lỏng vòng dài. Chúng ta thực hiện hai lần, mỗi động tác chúng ta thực hiện 2 lần. Từ đường cả chân trên xuống đến cả bàn chân. Tiếp theo là chúng ta thực hiện nâng cao đùi.
Lớp cơ đồ thì chúng ta sẽ thực hiện dài hơn một chút, khoảng 10-15 mét. Chúng ta có thể thực hiện 2 lần. Đó, ở cái sân nhà các bạn cũng nếu mà có khoảng 5 mét thì chúng ta thực hiện khoảng 5 mét. Dài hơn chúng ta sẽ thực hiện dài hơn. Trong tập luyện kỹ thuật cầu lông thì kỹ thuật di chuyển đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Kỹ thuật di chuyển tốt giúp người chơi có thể di chuyển gọn gàng, nhanh nhẹn và phát huy được sức mạnh cũng như là sự chính xác của các cú đánh. Kỹ thuật di chuyển tốt còn giúp cho người chơi không phải phí nhiều sức mà vẫn bao quát được phạm vi của sân cầu. Điều đó có nghĩa là người chơi có thể gia tăng sức bền khi tham gia thi đấu. Di chuyển. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân. Đây chính là kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Và để chúng ta thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân này, đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu đâu là lòng bàn chân. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đâu là các cái điểm lòng bàn chân. Đây chúng ta cùng quan sát này. Từ gót chân kéo lên phần mắt cá chân và kéo xuống phần dưới ngón cái, đó thuộc là lòng bàn chân. Còn từ phần ngón cái kéo về phần mắt cá chân, đó là thuộc phần má trong bàn chân này. Ngón út kéo xuống má ngoài, xuống mé ngoài của mắt cá chân bên ngoài, gọi là phần má ngoài. Đây là má ngoài. Chúng ta cùng quan sát lại, đây là phần má trong này. Và đây là phần lòng bàn chân này, đó, chỗ cong của vòng bàn chân đấy, chúng ta gọi là lòng bàn chân. Còn phần từ cổ chân này kéo đến đầu ngón chân này là chính là mu chính diện. Để thực hiện kỹ thuật dẫn bóng được bằng lòng bàn chân thì chúng ta cần thực hiện như sau. Đầu tiên để tiếp xúc được bóng bằng lòng bàn chân thì chúng ta sẽ xoay mũi bàn chân hướng sang bên của góc khoảng 90 độ so với hướng tiến.
để lòng bàn chân có thể tiếp xúc được vào bóng. Và khi tiếp xúc vào bóng thì chúng ta sẽ thả lỏng cổ chân, chạm nhẹ vào bóng để cho bóng đi cách cơ thể chúng ta khoảng 50 cm. Đó, chúng ta sẽ không để cho bóng đi xa cơ thể chúng ta quá mà để khoảng 50 cm thôi, và chạm nhẹ vào bóng, cơ thể chúng ta hơi hạ thấp trọng tâm. Chúng ta sẽ di chuyển chậm, tiếp xúc bóng có thể tiếp bằng phần giữa của bóng để cho bóng di chuyển chậm và cách cơ thể chúng ta khoảng 50 cm. Để tiện cho việc giảng dạy thì người ta đã chia kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân ra làm 5 giai đoạn: giai đoạn chạy đà, giai đoạn thứ hai giai đoạn đặt chân trụ, giai đoạn thứ ba giai đoạn vung chân lăng, giai đoạn thứ tư giai đoạn tiếp xúc bóng, và giai đoạn thứ năm là giai đoạn kết thúc. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn chạy đà. Giai đoạn chạy đà thì chúng ta sẽ đứng cách bóng, thường thường chạy đà cách bóng khoảng 3 đến 4 mét. Ta sẽ đứng cách bóng 3 đến 4 mét. Và các bước chạy đà ở đây thì chúng ta chạy tốc độ chạy đà bình thường, như chạy bình thường, và tốc độ sẽ tăng dần. Tốc độ chạy tăng dần. Chúng ta cùng quan sát. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn đặt chân trụ. Chân trụ thế này, chân trụ này là tùy theo, được chưa? Nếu như muốn đá bóng dệt thì đá tầm ngang ngang thì đặt như này. Còn bóng bổng thì đặt chân trụ phải thấp xuống, bóng dệt hẳn sát đất thì đặt bóng chân trụ phải cao lên. Thứ hai là cái khoảng cách như này là 10 đến 15 phân này. Và cái bóng nó không đặt sát như này, nó không đặt rộng như này, được chưa? Ba là vung chân lăng. Khi đặt chân trụ thì chân lăng sẽ ở phía sau và chân lăng sẽ được gập lại ở cẳng chân. Lúc này cẳng chân lăng sẽ được đưa ra sau. Khi thực hiện đá bóng thì chân lăng sẽ được đưa về trước, từ sau về trước. Và trong lúc vung chân lăng về trước thì mũi chân lăng và gối chân lăng sẽ được xoay ra ngoài để tiếp xúc bóng bằng lòng bàn chân. 4. Tiếp xúc bóng. Nếu như tiếp xúc sâu ở dưới tâm bóng này thì bóng sẽ bổng lên. Tiếp xúc ở tầm tâm bóng này thì bóng ngang. Tiếp xúc ở bóng cao, nhà bóng này thì bóng sẽ sệt sát đất. Đấy là mình muốn đá bóng theo kiểu gì thì mình tiếp xúc kiểu đấy. 5 là kết thúc. Khi chúng ta đá bóng đi thì chân lăng sẽ tiếp tục đưa về trước. Nếu có đà thì chúng ta sẽ bước về trước khoảng 1-2 bước để chúng ta tiếp tục đỡ quả bóng tiếp theo. Còn nếu không có đà thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và chuẩn bị ở tư thế đá bóng tiếp theo. Kỹ thuật dừng bóng bằng lòng bàn chân nó giúp bạn nhận được đường truyền của đồng đội một cách tốt nhất. Để thực hiện thì chúng ta để mũi bàn chân trụ đối diện với hướng bóng đến, đầu gối hơi khựu xuống một chút, một bên vai hướng về bóng, hướng bóng đến, chân giữ bóng, mở mũi bàn chân ra phía ngoài khoảng 45 độ, gan bàn chân song song với mặt đất, lòng bàn chân hướng về trước.
Và như vậy bạn sẽ chủ động được tình huống bóng lăn xẹt về phía mình. Khi tiếp xúc bóng thì chúng ta sẽ nhanh chóng đưa kéo chân về phía sau để giảm lực tác động vào bóng. Nhấc chân sai, nhấc chân, nhấc một.